Đông khủng khiếp. Sân khấu Bà Nà Heo sẽ đón chào quý khách. Chúng tôi sẽ báo chỉ còn ít phút nữa, chương trình biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ quốc tế sẽ diễn ra. Chúng tôi quý khách di chuyển đến khu vực sân khấu để đón xem chương trình. Kính chúc quý khách sẽ có chuyến trải nghiệm trên sân khấu tại sân khấu Bà Nà Heo. Lượng người vào rất là khủng khiếp mà đầu tuần nha, không phải là weekend, không phải là thứ bảy chủ nhật. Nói như vậy để cho hiểu rằng đất nước chúng ta thiên nhiên hùng vĩ, đời sống an lạc, người dân ấm no. Đây là một cái bằng chứng hiển nhiên. Một cái khu vui chơi Bà Nà Heo thôi mà ngày nào cũng vài chục ngàn người, bất kể nam phụ lão áo, lão ấu vui chơi. Không kể thứ bảy chủ nhật nha, chỉ cái ngày đầu tuần thứ hai thôi mà cái mùa này nó khủng khiếp đến mức độ là ta đi từ sáng tới giờ hết hồn. Đây là một cái đoàn văn nghệ biểu diễn của nước ngoài đã.
Sự là choáng ngợp. Ở đây nó có những khu vui chơi và những cái cung bậc cảm xúc, có những nghệ sĩ nước ngoài, thực sự là ấn tượng. Và ở đây nó có những cái mà mình phải công nhận là cái điều hùng vĩ, thiên nhiên. Mình không biết nói làm sao để cho hiểu được cái cảm xúc của mình. Đây là một cái cảnh quan của một cái phía bên lên đây, không biết ở đâu, nhưng mà chỗ này chắc chắn là cái cầu vàng, không biết phải không, không phải đâu, nhưng mà có điều thấy rõ ràng cảnh quan hùng vĩ, đồi núi chập trùng, thiên nhiên ban tặng cho đất nước Việt Nam mình quá ư là hậu hĩnh. Và ở đây nó có những cái lâu đài cổ của Pháp từ xưa thế à. Rất là đẹp, rất là đẹp, rất là đẹp, không biết nói gì hơn. Để vào đây bác nói một cái cảm nhận. Cái ngày lần đây là lần đi đầu tiên về đất nước mà Việt Nam của bác. Bác cảm nhận cái khu vui chơi này, và bác cảm nhận cái người dân Đà Nẵng hầu như họ rất là vô tư, và ai ai cũng vui vậy. Ngày thứ hai đầu tuần mà ở đất nước Việt Nam mình, ở khu vui chơi rằng là cả hàng trăm ngàn người chen chúc nhau để mà đi vào Bà Nà Hill. Cái địa danh này theo truyền thuyết kể lại, cái này ta nói không biết đúng hay là sai, mà tao nghĩ là người dân địa phương này nói đúng,
là bởi vì ngày xưa cách đây 150 năm về trước, Pháp đô hộ nước ta, thì ở cái Bà Nà Hiêu này, người Pháp đã khai thác quặng mỏ. Nói chung là họ cất những cái lâu đài theo cái phong cách của họ, và họ đây họ làm một cái thủ phủ, và họ khai thác vàng ở đây trên này. Và tất cả những cái tài nguyên của Việt Nam mình bắt đầu từ cái chỗ này, họ đi xuất khẩu, đi về cố quốc của họ. Và họ có những cái nền móng tư tưởng, có nghĩa là những cái kiến trúc của họ theo cái kiểu thờ Pháp á, nó có nhà thờ rồi, nó có cung điện nè, nó có những cái nhà mà có theo kiến trúc của Pháp, Pháp cổ đó nha. Thì nhà nước Việt Nam ta lợi dụng cái điều đó, biến chỗ này sau ngày đất nước thanh bình, biến chỗ này thành một cái khu du lịch. Cái thứ nhất là một cái khu du lịch, thứ hai nữa đây là một cái điểm thuộc về cái dạng giống như kiểu lịch sử, di tích lịch sử. Ta nói theo kiểu cá nhân nha, ta cũng không nói biết, nhưng mà ta nói như vậy không biết đúng sai, ta không biết, nhưng mà có điều đó là đúng như vậy. Và hầu như ngày nào cũng giống như ngày nào, cái hàng trăm ngàn lượt khách vào đây để mà chiêm ngưỡng, để cái khắp nơi tứ xứ, kể cả khách nước ngoài, có châu Âu, có Mỹ, có Trung Quốc, có nói chung là tất tần tật. Mình thấy mình xúc động là ở chỗ là mình không nghĩ là cái đất nước Việt Nam mình nó đẹp đẹp một cách lạ lùng, hùng vĩ. Từ cái đất mà leo đi cáp treo lên tới đỉnh này rồi xong đi vui chơi như thế này, mình cảm thấy nó hùng vĩ. Mình không biết cái dùng dường từ gì để mình diễn tả, nhưng mà mình cảm thấy là đất nước mình quá đẹp. Nó đẹp đến một cái mức độ là mình ngỡ ngàng, mình không thể nào mình thốt lên lời được. Bởi vì càng đi nhiều chừng nào thì mình mới cảm thấy đất nước mình nó đẹp chừng đấy. Toàn Nguyễn Trương anh có một hai ly bia, không đủ làm anh say đâu, bởi vì cái nội mà cái cảnh đẹp của cảnh quan của Bà Nà Hiêu này nó làm anh say rồi. Bởi anh say theo cái kiểu của anh, có nghĩa là anh say về cái điều cảnh quan rồi con người rồi đất nước này kia. Bởi vậy khi mà tao nhìn được cái điều này rồi đó, tao bảo đảm với mày, tao ăn ngon, tao ngủ yên, tao không khe mà tao cũng không thèm lo ba cái đứa xạo. Tao không có dám nói tục, nhưng mà ba cái đứa mà xạo lờ đó, bảo nói tầm bậy tầm bạ trên khu dân mạng, tao cảm thấy nó buồn cười. Mình thấy rõ ràng không? Trong khi đó đất nước mà nó xây dựng cỡ một cái, mình phải nói là kỳ vĩ, hùng vĩ. Trời ơi, tao đi ngang núi rừng bạc ngàn, nó mình cảm thấy cái điều đó là mình giống như kiểu mình một hạt cát ở trong sa mạc, có nghĩa là mình nhỏ nhoi quá đối với đất nước mình. Mình chỉ là một cái gì đó mình không hiểu. Mình cảm thấy mình tự hào chứ. Mình không nghĩ là cái đất nước mà nó đẹp cỡ như vậy. Kinh khủng thiệt. Tiên sư bố mày nha thưa quan, má tiên sư mày. Tao không muốn chửi ra nha thưa quan. Đẹp tuyệt vời. Hùng dũng, kỳ vĩ. Thiên nhiên ban tặng cho đất nước mình quá nhiều ưu đãi, đẹp cực kỳ, đẹp cực kỳ. Thấy không, nhà điểm gì không bút xuất. Đây là cái chỗ nghỉ chân và ăn trưa của du khách, cho tụi bay coi, chỉ là một nhóm nhỏ thôi nha. Mày thấy khùng không? Thấy khùng không? Nó chỉ là cái chút xíu của cái góc nhỏ thôi, kinh khủng. Ok, live stream ở đây mình chỉ nói sơ sơ thôi, tại vì ở đây là sóng nó yếu quá. Có thể chiều tối về phòng mình sẽ live stream mà nói nhiều hơn, đúng không? Mình nói cảm nhận của mình, cảm nghĩ của mình, đất nước, con người, người dân Đà Nẵng làm sao, bãi biển Đà Nẵng làm sao, con người sao, cà phê sáng làm sao, tắm biển làm sao, nói chung là tao nói hết. Nhưng mà chỉ tao hẹn tối nay, bây giờ thì vừa nắng nè, rồi vừa phải lu bu, khách đông quá. Mình nhiều khi mình cầm cái phone thì mình live stream cũng không tiện. Có nghĩa là mình thấy nó kỳ quá. Thiên hạ lúc này ta đang e-sale, ta đi chơi. Nam thanh nữ tú, nào đầm, nào sere, nào jeep, nào đủ thứ rồi. Tất cả những cái người đó đều đang tung tăng tung nghẽ trên cái ngọn đồi coi như Bà Nà Hiêu này. Mà mình ngồi trong góc, mình ngồi live stream thấy nó kỳ kỳ. Thực sự là mình cảm thấy ấn tượng, mà mình cảm thấy là mình đất nước mình quá tuyệt vời, mình không cần phải bàn cãi nữa.
tao giờ tao không, tao không còn lời, và tao có nói thẳng là không còn cái ý tứ gì để nói nữa, bởi vì nó trên cả tuyệt vời thì làm sao nói được gì nữa. Ở đây có những nghệ sĩ nước ngoài, người Nga, Hungary rồi nói chung là những cái khối mà đất nước và anh em của đất nước Việt qua đây họ giao lưu á, họ trình diễn những cái bản đó, nói chung là rất là nhiều. Ok, thôi tạm dừng đây đi ha, được không? Tạm dừng đây, là tối tao về tao livestream, đúng không? Ok, bye.